Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chơn miền Tây, học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cái clip là ốp gạch cầu thang ở phần 2 nha cô chú anh chị và các bạn. Thì mình ốp gạch này là gạch 30-60 để cho cái mặt cầu thang cho nó đẹp nha. Thì mình cũng mời cô chú và anh chị và các bạn xem mình làm như thế nào nha. Cô chú anh chị và các bạn xem video của mình thấy hay và hữu ích, nhớ đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Để cho mình một like nha cô chú anh chị và các bạn. Thì mình cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Rồi, mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp công việc hàng ngày của mình làm nha.